Cô chào các em, ở video này chúng ta cùng học về thì quá khứ đơn, The Past Simple Tense. Cô sẽ cung cấp cho các em kiến thức cơ bản về cách sử dụng công thức từ nhận biết và một số lưu ý về việc mở rộng nâng cao thì quá khứ đơn và sự quan trọng của thì quá đơn trong việc hòa hợp thì. Sau đó chúng ta sẽ làm một số bài tập cơ bản về thì quá khứ đơn thôi. Đầu tiên về cách sử dụng của thì quá khứ đơn. Thứ nhất, thì quá khứ đơn dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và hoàn tất ở một thời gian xác định trong quá khứ. Ví dụ, we bought this car 2 years ago. Chúng tôi đã mua xe hơi đó cách đây 2 năm. Thời gian xác định trong quá khứ là cách đây 2 năm. Đấy, thế nên là chúng ta mới chia động từ thường ở thì quá khứ đơn, động từ buy ở bảng động từ bất quy tắc là cột 2 là bought. Ngoài từ 2 years ago là thời gian xác định, là từ nhận biết của thì quá khứ đơn, chúng ta còn có một số cái từ nhận biết khác để chỉ thời gian trong quá khứ. Ví dụ như là từ yesterday, ngày hôm qua, yesterday có thể đứng một mình hoặc là kết hợp với các buổi để tạo thành thời gian rõ ràng hơn một chút, đó là yesterday morning, sáng hôm qua, yesterday afternoon, chiều hôm qua, yesterday evening, là tối hôm qua. Last kết hợp với từ chỉ thời gian, chẳng hạn last year, năm ngoái, last night, tối qua, last week, tuần trước, last month, tháng trước, last summer, mùa hè năm ngoái, last holiday, kỳ nghỉ trước, hoặc last Monday, thứ hai tuần trước. Ago luôn đứng ở cuối câu. Trước ago là số năm, số tháng, số ngày, số giờ, vân vân. Chẳng hạn, 2 years ago, cách đây 2 năm, many months ago, cách đây nhiều tháng, 10 minutes ago, cách đây vài phút, 2 days ago, cách đây 2 hôm, chẳng hạn thế. In cộng với một năm trong quá khứ, chẳng hạn, in 1999, in 2001, và từ nhận biết cuối cùng, là từ nhận biết mà chúng ta hay nhầm nhất, đó là từ nhận biết when. Trong thì quá khứ đơn chúng ta lưu ý này, sau when chúng ta có cấu trúc là chủ ngữ, động từ to be chia là was hoặc were. Đấy, thì mệnh đề còn lại hay gọi là mệnh đề chính ý, chắc chắn chúng ta phải chia ở thì quá khứ đơn nha. Cách sử dụng thứ hai, diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc trong một khoảng thời gian. Ví dụ, he worked in that bank for 3 years. Anh ta đã làm việc ở ngân hàng đó trong 3 năm. Ở đây chúng ta có từ nhận biết for 3 years. Trong 3 năm. Đấy, trong 3 năm. Từ nhận biết for và cộng với một khoảng thời gian có thể là từ nhận biết của thì hiện tại hoàn thành. Nhưng ở đây chúng ta chia là quá khứ đơn, động từ theo quy tắc thêm ed để ám chỉ rằng là anh ta làm việc ở ngân hàng đó trong 3 năm nào đó trong quá khứ. Được chưa? 3 năm nào đó trong quá khứ. Vậy là cái việc làm ở ngân hàng đó đã hoàn toàn chấm dứt rồi. Bây giờ anh ta không làm ở đó nữa. Còn nếu mà dùng for cộng với một khoảng thời gian là từ nhận biết của thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì nó khác thế nào? Với thì hiện tại hoàn thành, động từ chúng ta phải chia là he has worked. Đấy, thì trong trường hợp dùng hiện tại hoàn thành để ám chỉ là từ lúc anh ta làm việc ở ngân hàng đó đến bây giờ là 3 năm. Được chưa? Thế còn nếu chia hiện tại hoàn thành tiếp diễn là he has been working. Đấy, ám chỉ rằng là từ lúc anh ta bắt đầu làm việc đến thời điểm hiện tại là 3 năm và anh ta còn tiếp tục làm nữa trong tương lai. Đấy là cái sự khác nhau giữa cái từ nhận biết for cộng khoảng thời gian sử dụng ở thì quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn nha. Cách sử dụng thứ ba, diễn tả một thói quen trong quá khứ. When I was young, I often went swimming with my friends in this river. Khi mình còn trẻ, mình thường đi bơi cùng với bạn bè ở con sông này.
Ở đây chúng ta có từ nhận biết orphan. Một số bạn là cứ thấy orphan ứng với hiện tại đơn luôn, đúng không? Không phải, orphan ở đây vẫn phải đi cùng với quá khứ đơn go là went ở cột 2 trong bảng động từ bất quy tắc. Vì sao? Vì chúng ta phải tuân thủ quy tắc hòa hợp thì quá khứ đi với quá khứ. Đấy. Ở đây mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian cấu trúc chủ ngữ when chủ ngữ động từ to be tính từ. Đấy, có động từ to be là were thì mệnh đề chính phải chia quá khứ đơn, đấy là quy tắc hòa hợp thì mặc dù có often, được chưa? À, ngoài cái từ often khi mà thêm vào trong thì quá khứ đơn để diễn tả thói quen thì chúng ta còn có cái cấu trúc khác để diễn tả thói quen, chẳng hạn như là với cấu trúc I used to smoke cigarettes. Đấy, ở đây chúng ta thấy là có cấu trúc này used to cộng verb nguyên thể để diễn tả thói quen trong quá khứ, bây giờ không làm nữa. Tôi thường hút thuốc lá, ngày xưa hút thôi, đấy là thói quen của ngày xưa, còn bây giờ tôi hoàn toàn không hút nữa, tôi bỏ thuốc rồi. Đấy là về thói quen trong quá khứ. Cách sử dụng thứ tư, đây là dạng mở rộng. Đấy, dạng mở rộng, chúng ta phải học kỹ thì quá khứ đơn thì mới có thể làm được những cái kiến thức liên quan ở cách sử dụng thứ tư này. Dùng trong câu điều kiện loại 2, nói riêng hoặc các dạng thức giả định không có thật ở hiện tại nói chung. Đấy, quá khứ đơn dùng trong câu điều kiện loại 2 hoặc các dạng thức giả định. Nếu mà chúng ta học cơ bản thì chỉ có áp dụng kiến thức ở cách sử dụng thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Còn thứ tư là dạng mở rộng, chúng ta đặc biệt lưu ý để sau này chúng ta gặp kiến thức này chúng ta còn biết là đã có sử dụng thì quá khứ đơn thì chúng ta phải ngay từ bây giờ là phải học thật kỹ thì quá khứ đơn đi. Về ví dụ thì câu điều kiện loại 2 ở đây có ví dụ là if I were you, I would accept his offer. Nếu mình là bạn, mình sẽ chấp nhận lời đề nghị của cậu ấy. Thế thì ở đây là mệnh đề if là mệnh đề điều kiện đấy. Mệnh đề điều kiện chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn. Nếu là dạng quá khứ đơn bình thường thì I đi với was. Thế nhưng mà trong câu điều kiện thì I, to be sẽ chia là were. Đấy. Tiếp theo thì quá khứ đơn rất đặc biệt, rất quan trọng vì còn phải sử dụng trong khi mà chúng ta hòa hợp thì. Đây là cái dạng bài tập mà chúng ta hay gặp khi mà tham gia các kỳ thi tốt nghiệp. Đấy. Ít khi mà chúng ta sử dụng dạng câu đơn mà thường là dạng hòa hợp thì như thế này. Theo quy tắc thì quá khứ phải đi với quá khứ và quá khứ đơn sẽ đi với quá khứ đơn hoặc quá khứ đơn đi với quá khứ tiếp diễn, quá khứ đơn đi với quá khứ hoàn thành, quá khứ đơn đi với quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Ví dụ, he swam in this river when he was a child. Chúng ta có gì? Ở đây, mệnh đề chính là quá khứ đơn swam, là quá khứ đơn của từ swim. Đấy, mệnh đề trạng ngữ là was cũng là quá khứ đơn. My mother called me while I was doing my homework. Đấy, chúng ta có gì? Ở đây mệnh đề chính là quá khứ đơn. Ở đây là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian là quá khứ tiếp diễn. Jane went home after she had finished her work. Jane went. Này, went. When là quá khứ đơn. Đi với had finished là quá khứ hoàn thành. Before Jane arrived at my home, we had been waiting her 50 minutes. Đấy, ở đây chúng ta có kết hợp quá khứ đơn với quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Đây là cái dạng nâng cao, thế nên là nếu mà bạn nào đang ở dạng là chỉ cần biết công thức của thì quá khứ đơn thì chỉ cần học đến cách sử dụng thứ ba thôi nhé. Còn chỗ này là liên quan đến tốt nghiệp. Đấy, kiến thức nâng cao hơn thì sau này nếu mà các em chưa rõ thì chúng ta sẽ tìm xem ở cái video về hướng dẫn làm bài tập 12 thì trong tiếng Anh hoặc là các bài tập hòa hợp thì, cô để cái link video đó ở dưới phần mô tả của video này. Sau chúng ta nếu mà muốn biết luôn, biết rõ luôn về cái hòa hợp thì này thì chúng ta có thể bấm xem, còn nếu mà không thì chúng ta chỉ cần dừng lại ở đây và sau này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Khi học hết các thì sẽ tìm hiểu thêm. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về công thức của thì quá khứ đơn. Đấy, công thức thì quá khứ đơn có hai dạng công thức, đó là thì quá khứ đơn với động từ to be. Động từ to be ở câu khẳng định có chủ ngữ was hoặc were, phủ định là chủ ngữ
Was, were, not. Có not là phủ định này. Câu hỏi, có từ để hỏi, để đầu câu. Không có từ để hỏi, chúng ta chỉ cần để động từ to be, was, hoặc were trước chủ ngữ. Lưu ý này, chủ ngữ là ai? Trong thì quá khứ bình thường cơ bản thì là I, phải đi với to be là was, trừ trường hợp câu điều kiện hoặc là dạng thức giả định nha. À, với chủ ngữ số ít, she, he, it, một người hoặc vật, danh từ không đếm được thì chúng ta sử dụng động từ to be là was. Với chủ ngữ số nhiều, you, we, they, hai người hai vật trở lên hoặc danh từ số nhiều thì đi với động từ to be là were. Lưu ý cách viết tắt: was not thành wasn't, were not thành weren't. Với động từ thường chúng ta có câu khẳng định, chủ ngữ sử dụng động từ thường ở bảng động từ bất quy tắc là cột 2 hoặc động từ theo quy tắc là thêm ed. À, câu phủ định chúng ta có chủ ngữ mượn trợ động từ did not, có thể viết tắt thành didn't, sau đó là động từ nguyên thể không to. Câu hỏi có từ để hỏi, để từ để hỏi đầu câu, sau đó là trợ động từ, chủ ngữ và động từ nguyên thể không to. Vì ở câu khẳng định động từ theo quy tắc có thể thêm ed thì chúng ta phải nhớ quy tắc thêm ed sau động từ như sau: kết thúc là e chỉ cần thêm d, kết thúc là y dài, trước y dài là nguyên âm chỉ cần thêm ed, stay thành stayed. Đấy, kết thúc là y dài, trước y dài là chữ a thì chỉ tạo thành nguyên âm đôi a thôi, thế nên chúng ta chỉ cần thêm ed. Trước y dài là phụ âm thì chuyển y dài thành y ngắn rồi thêm ed, study. Hoặc kết thúc là y dài, trước y dài là phụ âm d. Đấy, thì chúng ta chuyển y dài thành y ngắn rồi thêm ed, studied. Đấy. À, từ có một âm tiết, kết thúc là phụ âm, trước phụ âm là nguyên âm thì gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm ed, stop. Stopped. Đấy, kết thúc là p là phụ âm, trước phụ âm là nguyên âm o, cần gấp đôi phụ âm cuối rồi mới thêm ed. Từ có hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, kết thúc là phụ âm, gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm ed. Chẳng hạn, động từ này chúng ta đọc là admit, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, meet, đúng không? Thế nên chúng ta cần gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm ed, admitted. Quy tắc này đặc biệt quan trọng vì trong lúc mà chúng ta xác định đấy là câu khẳng định rồi mà chúng ta lại không nhớ được quy tắc thêm ed sau động từ thì có thể là chúng ta sẽ viết đáp án sai đấy, đúng không? Thế nên là chúng ta phải học thuộc, thật thuộc cái quy tắc này. À, tiếp theo là chúng ta làm một số bài tập đơn giản, một số bài tập đơn giản về thì quá khứ đơn thôi. Còn cái dạng hòa hợp thì chúng ta tìm theo cái video ở phần dưới mô tả này nhé. À, bài tập đơn giản này chúng ta đầu tiên là cần xác định từ nhận biết, sau đó là xem là câu đấy là câu khẳng định, phủ định hay nghi vấn, động từ thường hay động từ to be, rồi chúng ta chia động từ. Ở trong câu số 1 chúng ta có từ last weekend, đây là từ nhận biết của từ gì, của thì quá khứ đơn, đúng không? Động từ stay là động từ thường, câu khẳng định stay theo quy tắc thêm ed, stayed. Câu số 2 từ nhận biết là last night, đúng rồi. À, câu này cũng dùng động từ thường là go, thế nên là câu khẳng định go cột 2 là went. Câu 3, từ nhận biết là last year, là từ nhận biết của thì quá khứ đơn, vẫn là câu khẳng định, động từ have ở cột 2 là had. Câu 4, nhận biết là last summer, à, động từ này cũng là động từ thường, thế nhưng mà động từ này chúng ta đọc là visit, visit. À, trọng âm rơi vào v. Đấy, và âm tiết đầu tiên nên chúng ta không cần gấp đôi phụ âm cuối mà chúng ta cứ thế thêm ed cho động từ theo quy tắc visited. Câu số 5, từ nhận biết là last week. Đấy, từ nhận biết của thì quá khứ đơn, động từ này cũng là động từ thường, thế nên chúng ta tra vào động từ bất quy tắc thấy ở cột 2 là động từ spent. Câu số 6, câu này có từ nhận biết là last year. Ở đây, động từ thường câu khẳng định dùng cột 2 là built. Câu số 7 là câu gì đây? Câu hỏi của thì quá khứ đơn, nhận biết là yesterday, câu hỏi. Với động từ thường, chúng ta cần mượn trợ động từ là did. Và khi có trợ động từ rồi, động từ thường sẽ ở dạng nguyên thể, tell. Câu số 8, nhận biết là last year. À, câu này cũng là câu hỏi, phải mượn trợ động từ tương tự như câu 7 là
did. Câu này dùng động từ thường get, nguyên thể vẫn là get. Câu số 9, câu này là câu hỏi, vẫn phải mượn trợ động từ, dù có từ để hỏi vẫn phải mượn trợ động từ là did. Và có động từ thường là do thì nguyên thể vẫn là do. Câu hỏi thì quá khứ đơn, what did you do last night? Thì trả lời cũng tương ứng là thì quá khứ đơn, do thành did. Một số bạn thắc mắc là ở đây có nhiều chữ đứt, hoặc là ở câu 9 có hai chữ đứt này. Thế hai chữ đứt này cách sử dụng có giống nhau không? Chính tả thì giống nhau rồi đúng không? Nhưng cách sử dụng có giống nhau không? Câu trả lời là không nha. Did này là trợ động từ, là từ có trong công thức, là từ không có nghĩa. Đấy, bắt buộc phải có trong công thức thôi, không có nghĩa, chỉ thể hiện là thì quá khứ đơn, được chưa? Thế còn ở đây câu trả lời dùng động từ did này là động từ thường, động từ này dịch là làm, đúng không? Động từ thường ở cột 2 trong bảng động từ bất kỳ tác là did. Đến câu số 10, câu này từ nhận biết là 2 years ago, cách đây 2 năm. Đấy, là câu hỏi. Vậy động từ to be cho chủ ngữ là you thì to be sẽ chia là were. Với câu trả lời, câu trả lời chủ ngữ là I thì động từ to be tương ứng là whether. Từ câu 11 đến 20, các em hãy dừng video lại, tìm từ nhận biết, sau đó tra bảng động từ bất quy tắc. Nếu động từ là động từ thường có trong bảng động từ bất quy tắc đối với câu khẳng định thì chúng ta sẽ sử dụng cột 2 trong bảng động từ bất quy tắc. Còn đối với câu hỏi thì mượn trợ động từ, đúng không? Câu phủ định phải mượn trợ động từ để chúng ta viết đáp án ra, sau đó viết đáp án dưới phần bình luận. Rồi cô sẽ chữa bài tập cho các em. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Nếu các em thấy hay thì chia sẻ cho các bạn cùng học và bấm nút đăng ký để cập nhật những video mới nhất của cô nhé. Xin chào các em, hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo. Bye bye!